bay giờ khóc giờ cười. Nhân dịp Giáng sinh, hãng hàng không giá rẻ Ryanair phát động chiến dịch có tên gọi phép màu Giáng sinh từ Ryanair trên Twitter. Người tham gia có cơ hội nhận một phiếu mua hàng trị giá 50 euro, với điều kiện gắn tên một người nào đó ghét mua sắm dịp Noel và dùng hashtag trên. Tuy nhiên thay vì làm đúng quy định, hành khách lại gửi các thông điệp xin được nhận ưu đãi như được chọn chỗ ngồi cạnh nhau mà không phải trả thêm tiền vé, hay phản nàn, dừng việc bắt chúng tôi trả thêm 47 euro cho hành lý sách tay chuyến bay đúng giờ với giá khuyến mại mà không phải trả thêm phụ phí. Dưới mỗi yêu cầu, hành khách cũng gắn hashtag. Tuy nhiên, một số hành khách khác không hài lòng với những lời đùa trên. Họ cho rằng với mong muốn trên, các hành khách đều có thể tự khắc phục được. Máy bay trễ chuyến là để đảm bảo an toàn bay.